Hi, xin chào các bạn. Mọi người khỏe không? Mình vẫn khỏe. Hôm nay mình đổi chỗ ngồi, mình ngồi ở chỗ vườn nhà mình. Mình nói chuyện với các bạn. Bởi vì là bên Canada nhà mình dịch Covid-19 thì nó chưa có được suy giảm lắm. Thành từ ra là mình ở nhà đến bây giờ là cũng hơn 2 tháng rồi. Quá chán này các bạn, ở nhà chẳng biết làm gì cả. Quá chán luôn bởi vì suốt ngày chỉ ở nhà. Và hôm nay thì mình đi ra vườn, mình ngồi, mình nói chuyện với các bạn thì để đồng thời mình enjoy cái nắng ở bên này cho người mình nó thoải mái. Bởi vì ở trong nhà nhiều quá thì nó không có cái vitamin thì nó cũng không tốt. Mình hôm qua mình thấy trên TV kênh Canada nhà mình bắt đầu mới lên khuyến cáo mọi người bà con toàn bộ đi ra những công cộng các nơi đâu đâu cũng phải đeo mặt nạ. Bây giờ mà mới lên tiếng kêu gào mọi người để đeo khẩu trang thì thực sự là nó quá là chậm, quá là trễ rồi. Nó quá chán luôn, mang tiếng sống ở tư bản. Một đất nước rất văn minh, nhưng nhiều khi mà văn minh mới lại tự do thì tự do nhiều cái, tự do nó cũng tự do nó quá trớn. Nếu như mà ngăn chặn giống như Việt Nam như mình từ đầu mà kêu gọi ai ai cũng đeo khẩu trang thì đến bây giờ cái dịch nó cũng không đến nỗi mà lan tràn mà nó như thế này. Mình phải nói là mình rất tự hào. Mình là người Việt Nam mà rất tự hào về đất nước Việt Nam của mình, chống dịch Covid-19 quá hay, quá giỏi. Ở bên này mình thấy có một số người Việt Nam hay có một số người lên video cứ chửi Cộng sản, chửi Việt Nam thế lọ thế kia. Nhưng thực sự mình kêu là Việt Nam là có người chết nhưng chắc là che đậy không ấy được. Mấy cái người đó thật là ấu trĩ. Thời buổi bây giờ đó là 4.0, con người Việt Nam bây giờ người ta rất chi là văn minh, mà người Việt Nam bây giờ người ta rất thông minh và giỏi và khôn, chứ đâu có phải là như cái thời hồi xưa tôi ở Việt Nam đâu, là cái thời bao cấp, không có phone, không có truyền hình, không có biết thông tin nhiều. Còn thời bây giờ 4.0 làm sao mà che đậy được. Nên có một số người thì người ta không có thích. Mình cũng không hiểu lý do tại sao người ta sống ở bên này, người ta cũng là Việt Nam, mà không hiểu tại sao mà suốt ngày ta lên trên video về ấy, người ta nói xấu người Việt Nam. Mà mình cũng không hiểu, mà người ta cũng là người Việt Nam, tại sao người ta cứ nói xấu đất nước Việt Nam, mình cũng không hiểu như thế nào. Thế nhưng mà nó có như thế nào đi chăng nữa thì thực sự với các bạn, đất nước Việt Nam mà mình vẫn là đất nước Việt Nam của mình. Mà mình đi tới đâu, mình sống ở đâu, bản thân tôi sống ở Canada này 30 mấy năm nhưng tôi vẫn là người Việt Nam. Con tôi đi đâu bao giờ nó cũng nói là nó là người Việt Nam. Thì mình thấy có một số người cứ suốt ngày nói Việt Nam thế lọ thế kia, nhưng thực sự các bạn hãy nghĩ vào những cái tích cực chứ đừng có nghĩ đến những cái điều mà tiêu cực. Thì mình rất tự hào là Việt Nam cái chống dịch Covid-19 này, vậy nói là mình cực kỳ tự hào và mình thấy Việt Nam vô cùng là giỏi. Một đảng và nhiều đảng. Có những cái nhiều đảng tự do nó cũng có hay thật, nó cũng cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải, nhưng mà cái chống Covid-19 này mới chứng minh được cho thế giới một đảng như Việt Nam mình thấy quá hay, quá giỏi. Bây giờ bên Canada thì mình ngày hôm qua bắt đầu mới lên trên TV, lên trên kêu gọi bà con là kể cả đi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang. Thì các bạn đến bây giờ nó lan tràn quá nhiều mà bây giờ mới kêu gọi thì đeo khẩu trang thì các bạn thấy quá muộn. Bản thân tôi cũng từ cái hồi đầu tôi thấy cái chính phủ Canada mình không hiểu lý do tại sao, bởi vì là cái bà ở Canada mình là cái bà bộ trưởng bộ y tế thì đó là người tàu. Và cái sai là sai ngay từ đầu của từ cái bác sĩ, từ những cái người mà người ta kêu gào nó có quay thường. Người ta bảo có cái này có cái vấn đề, có cái gì đâu, giống như cảm cúm hàng năm thôi, cần gì phải đeo khẩu trang thế lọ thế kia. Nên để đến bây giờ thì coi như là lan tràn quá nhiều. Thì đến bây giờ
quá muộn rồi, bây giờ mới kêu gào bà con, kêu gào mọi người là kể cả đi ra ngoài mới đeo khẩu trang, thì thực sự bây giờ kêu gào nó quá là muộn đi, quá là chậm, là chậm và quá là trễ đến bây giờ. Hiện tại bây giờ Canada cho mình thì bắt đầu là từ thứ ba vừa rồi thì cũng cởi mở một số những cái người business thì người ta được mở lại, nhưng cũng không nhiều, nhưng mà mở theo cái kiểu trong khuôn khổ thôi chứ không phải được thoải mái. Bây giờ mang tiếng sống ở tự do, nhưng hiện tại bây giờ thì các bạn thấy đấy, đâu có được tự do đâu. Hiện bây giờ mình chỉ so sánh bất ngay ngày hôm nay mang tiếng sống ở đất nước tự do, mà mình ở nhà đến gần 2 tháng, các bạn thấy mình cứ quanh quẩn trong nhà, rồi hôm nay nắng quá thì mình đi ra ngoài vườn để mình ngồi thì mình chia sẻ với các bạn, chứ còn tàn quân quẩn ở trong nhà gần 3 tháng nay, mình các bạn nhìn thấy hiện Việt Nam mình bây giờ đang sống ở Việt Nam rất được hạnh phúc. Không biết hạnh phúc hơn ở đâu, nhưng mà hạnh phúc chính hơn bản thân tôi, và tôi cảm thấy Việt Nam bây giờ chính thức đang tự do. Các bạn đi ra ngoài đường, các bạn còn đi lại được thoải mái tự do. Còn bây giờ hiện tại tôi không có tự do bên này, bởi vì kệ đã, chống dịch ở bên này nó quá chán đi, nó quá tồi đi. Nên vì hiện tại bây giờ đấy, mình cứ ở nhà thôi. Thì mà thực sự mấy các bạn là cái Covid-19 này nó tới thì mình mới thấy cái cuộc sống nó, cái ở nhà một thời gian thì mình thấy cái tự do nó mới quý như thế nào, nó mới trân trọng như thế nào. Ở Việt Nam mình thấy thì đất nước nó không phải là đất nước văn minh lắm, đất nước thì Việt Nam mình thì cũng không phải là giàu có lắm, thế nhưng mà chống dịch mình thấy rất chi là giỏi, và toàn dân đoàn kết một đảng của nó cũng có cái rất chi là hay như các bạn. Bây giờ bằng chứng ngay cho, bằng chứng hiện tại ngay cho những người mà đang không ưa gì Việt Nam, người ta hay nói Việt Nam thế này thế kia, thì đây là một cái bằng chứng cho các bạn đấy nhìn thấy Việt Nam mình giỏi cỡ nào, và Việt Nam mình trong cái dịch Covid-19 này Việt Nam thành đạt như thế nào, để cho mọi người có một cái tầm nhìn khác về đất nước. Sống đây như hiện tại tôi đang sống ở một nơi tự do, ở một nơi đất nước rất chi là văn minh, mà các bạn biết là hiện tại bây giờ ngày nào mình dở tin tức ra là mày ngày nào mình cũng thấy mấy trăm người chết, ngày nào cũng thấy ngay trăm một cái không có một suy giảm. Ví dụ như giả tỷ nó là gần 2 tháng rồi, hơn 2 tháng rồi, một ngày ví dụ như là ngày đầu nó 1.000 người chết, ngày sau thì nó 800-900, dần dần thì nó còn 200-300 bằng một chục, nhưng đây ngày nào mình cũng y chang như vậy. Mà đến hiện tại bây giờ như một đứa con trai từ út học lớp 10 là nhà trường báo về coi như là từ giờ đến tháng 9 là không đi học, nghỉ ở nhà, không đi học. Thì các bạn thấy mà mình là người lớn mà mình ở nhà như thế này, mình cảm thấy mình còn khó chịu, vốn chỉ là con lít chỉ trong vòng 4 bức tường, thì thực sự các bạn đấy nó mới là thế nào là tự do, và thèm tự do không lúc nào bằng lúc này. Cái chính phủ Canada thì thực sự là của mình ấy, thì thực sự là một đất nước rất thân bình. Thì ông tổng thống của đất nước mình thì ông trẻ, ông rất hiền, ông rất hàn hòa, nhưng mà đôi khi nhiều khi ở một đất cái đất nước tự do này nhiều khi chưa bao giờ gặp cái chuyện này, nên cái sự người ta phản ứng và người ta nghĩ là coi nó là coi thường và nó coi nó quá bình thường, nên thành thử ra là nó mới bị lan tràn như nhiều như thế này, và nó mới bị kéo dài như thế này. Bây giờ tôi nói Việt Nam mình rất chi là hay, ví dụ như là có một, tôi hay xem tin tức thì tôi thấy có một cái ca nào ở một cái thành, ở một cái phố nào là người ta ngăn chặn, người ta ngăn cắt ngay luôn từ đầu. Nhưng ở bên này tự do, cái gì cũng đặt cái chữ tự do. Bạn đi xét nghiệm, bạn có cái Covid-19 này,
nó không cho cách ly. Việt Nam mình là cách ly khỏi hoàn toàn, cho vào một cái khu hay là một cái khu nào đó anh cách ly 14 hay là anh cách ly 14 20 ngày mới được về. Nhưng ở bên này vẫn bình thường cho về, kêu là về nhà cách ly, thì các người ta cũng để cho tự do mình về cả nhà cách ly. Nhưng mà thực sự với các bạn là có phải là người nào cũng biết ý thức đâu, mà người nào cũng phải là tuân thủ theo đâu. Nhiều khi là để cho người ta tự giác về nhà, về nhà người ta ở trong nhà nó quá cuồng chân, quá buồn chán đi, thì người ta lại đi ra ngoài, đi ra ngoài người ta đi siêu thị dưới thung, người ta lại lây lan cho cộng đồng. Mình nói ngay đơn giản thế này thôi, hiện tại bây giờ ở cái khu Chen Phinh của mình, cái siêu thị Kiến Hưng, rất nhiều người Việt nhà mình đã dính vào cái Covid-19 này. Thì mình nhân tiện mình chia sẻ với các bạn Việt Nam nhà mình, bất kỳ đi đến đâu thì cũng có người lọ người kia, chứ không phải là toàn bộ ý thức hết. Mình có biết một cái người mới hôm qua, coi anh bạn mình, mà cái người đó là chơi thân với bạn mình kể rất chi là vô ý thức đi siêu thị, đi siêu thị cái Việt Nam mình, mà rõ ràng là biết là bị Covid-19 này, nhưng mà bởi vì là cái cơ thể người ta, cái đề kháng người ta khỏe, thì người ta đi vào cái siêu thị thì người ta không có đeo mask, người ta không có đeo khẩu trang, người ta đi này coi như là về, bây giờ người ta truyền nhiễm cho rất nhiều người, thì đến bị truyền nhiễm cho chồng cho con, thì đến bây giờ lặng quá rồi, quá lặng rồi, thì mới vào bệnh viện. Đầu tiên thì rất coi thường, cứ giống như cảm cúm thôi, từ từ thì tự nó hết. Thế bây giờ lây lan quá nhiều, bây giờ thì coi như là cứ người lọ truyền cho người kia, coi như là lan tràn khắp như này. Mình thấy thực sự là bên này ngăn chặn cái dịch Covid-19 này quá tồi, quá chậm chạp. Mình không hiểu là mang tiếng là một đất nước mẹ quá là văn minh mà để cho nó lan tràn quá chán đi các bạn. Việt Nam nhà mình như vậy, dân trí thì nhiều ở những vùng sâu vùng xa, người ta cũng không có cao, mà đông dân như vậy, thế mà ngăn chặn cái dịch Covid-19 này rất chi là tốt, rất chi là giỏi. Còn các bạn ở, còn bản thân tôi bây giờ cứ ở nhà, hiện tại bây giờ cũng chưa biết là đến bao giờ đi làm lại, cứ ở nhà như vậy thôi. Mà các bạn, tôi đã ở nhà gần 3 tháng này rồi. Các bạn ở nhà, có ở Việt Nam mình ấy thì ví dụ như là cách ly một cái khu, một cái vùng nào đó, nhưng các bạn còn gọi là cách ly, nhưng các bạn còn được đeo khẩu trang, các đi ròng ở trong cái khu đấy. Còn ở bên mình thì thực sự chẳng biết đi đâu rồi, chỉ cứ quanh quẩn ở trong nhà. Hồi hôm thì nó còn tuyết còn lạnh, may quá thì ngày hôm nay là ngày nó có nắng có đẹp, thì tôi mới ra vườn gọi là phơi nắng được một chút ấy. Hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ với các bạn, mình thực sự mình quá mất mãn quá chán về cái Canada nhà mình. Ngày hôm qua mới kêu gào toàn bộ dân là phải đeo khẩu trang, kể cả đi ra ngoài đường cũng phải đeo khẩu trang. Đến bây giờ truyền nhiễm lan tràn quá nhiều, truyền nhiễm lan tràn khắp nơi, mà đến bây giờ mới kêu gọi thì nó quá trễ đi. Mình cũng không hiểu thế nào này, đến bây giờ mới kêu gọi. Nếu như mà người ta nhìn thấy, học ngay những cái đất nước cộng sản Việt Nam nhà mình hay là Đài Loan, mà học ngay từ đầu thì có ngăn chặn đeo, kêu gào mọi người đeo khẩu trang ngay từ đầu, thì đến bây giờ cũng không phải đến nỗi lan tràn nhiều như thế này. Mà mấy đất nước tư bản ở bên này bây giờ cứ đổ lỗi là trách thằng tàu không cho người, trách thằng tàu là giấu giếm này nọ, thì bản chân thằng tàu thì thực sự ra mà nói từ xưa đến nay chẳng ai ưa nó, là cái thằng đẻo cáng, nó là cái thằng tàu, nó là cái thằng thâm và nó là cái thằng lấp liếm, thì từ xưa đến nay ai cũng biết nhiều những nơi người ta không nói ra miệng, nhưng người ta cũng biết là cái đất nước, cái thằng tàu nó là như vậy. Thế nhưng mà
cái bài học của thằng Tàu mình bỏ qua, mình không nói, bởi vì nó là một cái thằng thâm, nó là một cái thằng đẻo, nó là một cái thằng nó đẻo cáng thì mình biết rồi. Nhưng khi bắt đầu lan tràn sang bên Ý, một đất nước Ý, thời gian bên này người ta nhìn thấy là mấy tuần rồi đất nước Ý chết như vậy, bên châu Âu chết như vậy, thì ở bên tư bản này phải nhìn thấy cái gương đó mà phải học, phải ngăn chặn ngay từ lúc đó đi chứ. Nhưng mà đây không, mấy người ở châu Âu sang, người ở Trung Quốc sang, không có, tôi nói một cái đơn giản thôi, chết cái để xem có xuất hiện tại không, cũng không kiểm tra, chỉ hỏi sơ qua cho người ta đi rất tự do bình thường, thì làm sao mà nó không lây lan nhanh, mà nó không làm sao mà ngăn chặn được. Như vậy là thời gian có, nhìn thấy bên châu Âu biết nước Ý chết như vậy, thì ít ra là ở bên này anh nhìn thấy cái gương thì anh phải chuẩn bị trước. Nhưng mà đây không, cứ lướt đến chân thì mới nhảy lúc ấy kêu gào là hết khẩu trang, hết thế kia, đến bây giờ quá là chậm trễ. Mà mình cũng không hiểu tại sao đã các đất nước bên tư bản này phụ thuộc vào đồ đạc, đồ vật dụng, phụ thuộc vào quá cái thằng tàu nhiều đi, nên đến cái lúc mà bị toang, bị vỡ lở ra ấy, thì coi như là đồ đạc tàn bị, coi như là phụ thuộc đặt từ hàng ở thằng tàu. Bên Canada thì mình cũng đặt rất nhiều khẩu trang của thằng tàu, nhưng mà nó chuyển sang bên này thì nó lại là đồ không đạt tiêu chuẩn. Thì mình hy vọng là sau cái dịch 19 này, mình hy vọng là đất nước Canada của mình hãy nhìn ra những cái hay, cái dở của người tàu, và mình hy vọng là qua cái này thì đất nước Canada nhà mình sẽ nhìn thấy, và nếu như có những cái trường hợp tương tự xảy ra thì mình hy vọng là chính phủ sẽ có những cái biện pháp mà ngăn chặn từ đầu, đừng để lây lan cho người dân ở nhà giống như tôi này quá là lâu. Và mình cũng hy vọng là đợt tới này đất nước Canada sẽ cùng mới liên kết với Việt Nam về thương mại. Bởi vì Việt Nam, nói thật là các bạn ở Việt Nam mình thấy mình rất hãnh diện, người Việt Nam vào đất nước Việt Nam mình thấy những cái đồ ở làm make in Việt Nam ở bên này rất chi là tốt, rất chi là chuẩn, chứ không như cái đồ của người Tàu. Thôi hôm nay lắng thì mình ngồi mình tâm sự với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn một ngày vui vẻ an lành. Nắng đẹp quá các bạn, mình ngồi đây mình tắm nắng. Cảm ơn các bạn nhiều.